Theo dự kiến thì phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Tại phiên họp này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về những nội dung sau. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi, dự án Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 85 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời xem xét việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở công trình đã có lập phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2021. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2023, xem xét quyết định việc bổ sung, mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030.